xin chào tất cả anh em nhá. Chào, chúc anh em một ngày mới được vui vẻ hạnh phúc. Rất vui gặp lại anh em trong video tiếp theo của mình. Hôm nay thời tiết miền Bắc lạnh lắm anh em nhá. Rất là lạnh đấy, ngày nay nó mưa lạnh lắm. Mình thì nói thật như anh em đã xem kênh mình biết rồi, mình cũng chỉ ở nhà bán hàng buôn bán thôi. Nên là bây giờ là 11 giờ kém rồi anh em nhá. Đấy, mình cũng đến trưa rồi. Con gái mình đi học thì sắp về rồi, bây giờ chuẩn bị cơm trưa anh em ạ. Đấy, anh em không biết anh em là chuẩn bị bữa trưa như nào, nhưng mình là cũng đang bắt đầu vào nấu cơm để hai bố con cùng ăn. Đấy anh em ạ, cuộc sống của mình thì cũng chia sẻ thế thôi, nắng ấm thì là do thời tiết, rét cũng do thời tiết, mình ở trong nhà bán hàng thôi chứ không có gì cả, nên là chia sẻ cho anh em vậy. Đấy, bây giờ cũng rất là vui vẻ mời anh em chuẩn bị ăn bữa cơm đơn giản với bố con mình nhá. Xin mời tất cả anh em nhá. Đây anh em à, trưa nay bữa cơm của bố con tôi đây. Con lấy bông ớt. Đây anh em nhá, mình làm ít sườn nướng đây anh em ạ. Đấy, sườn mình bỏ vào lò chiên không dầu, mình nướng là rất là ngon này anh em ơi. Đấy, bữa cơm trưa rất là đơn giản, con nhẹ anh em nhá. Cuộc sống mà, mình ăn nó bình thường thôi. Đây còn đây là chẩm chéo anh em ạ. Chẩm chéo nhà mình làm lấy đấy, bác khén là giỏi, ngon lắm. Đấy, hai bố con tôi chỉ có thế này thôi là ấm bụng rồi đấy. Đấy, mọi người nhá, mời tất cả mọi người ăn cơm cùng. Đấy, bữa cơm đơn giản ngon nhẹ, rau muống, canh rau muống. Đây là thịt sườn nướng. Đấy, rất là ngon. Làm tí rượu, con lấy một cái bát cái bát sắt kia để đổ lạc. Bát gì cũng được, cái nắp nhựa cũng được. Đấy, đây còn làm tí rượu cho nó uống cho nó dễ ăn anh em nhá. Làm 1-2 ly nhẹ nhẹ. Đây con đổ đây cho bố, lạc ở đây cho bố. Đấy, uống rượu là phải có đấy, lạc rang các kiểu về đẹp anh em nhá. Xin mời tất cả anh em cơm, mời mọi người uống rượu. Con ăn đi. Đấy, lạc rang rất là ấm đấy anh em. Được đấy hả, ngon không, quá hấp dẫn. Sườn nướng, rau muống, rượu à. Đấy anh em ạ, ăn uống nó cứ đơn giản gọn nhẹ. Đấy, hai bố con làm mảng sườn đây, đây anh em, sườn nướng đấy, ngon lắm anh em nhá. Như cái này phải ăn bằng tay nó hợp lý hơn. Con lấy giấy để không có gì ngon hơn bằng, quá đỉnh nhờ. Ước quá hợp lý luôn nhá, ước quá hợp lý. Ăn chẩm chéo nó cay. Mời anh em nha.
Tí rượu quá, uống cho nó dễ ăn anh em ạ. Cái sườn là chỉ có nướng ăn hợp lý quá nhỉ. Ăn ít cơm mà ăn vã đi. Ngon đấy. Quá ngon. À, đây anh em ạ, cuộc sống gia đình rất là đơn giản, gọn nhẹ. Uống cốc rượu mồi có củ lạc, thế là ngon rồi. Ngon. Mà kia bố bỏ lọc dây một tí nữa. Cái này kìa. Ướp mắc khén đấy. Ướp bằng chẩm chéo nhà mình. À. Sườn khổng anh em ạ. Ui giời ơi. Đấy miếng sườn ốp sườn nướng thế này mà. Ăn sướng. Mình bỏ vào nồi chiên không dầu anh em nhé. Nướng ngon lắm. Nhà mình được cái cả nhà thích đồ nướng anh em. Mời anh em nhé. À đây anh em ơi. Sướng không? Cái này uống rượu là vào lắm anh em. À, mời anh em nhá. À. Đẳng cấp. Ăn bát thịt đi. Nhiều nhưng nướng nhiều thế mà. Đấy anh em ạ, cứ một ngày lao động làm ăn đến bữa đây ăn bữa cơm nó mình cứ thật lòng chia sẻ bình dân, không phù phiếm cái gọi là mém nhiều gì hết đấy. Rau muống thì nhà chồng lấy anh em nhé, nấu canh mình nấu kiểu canh nước. Ngon lắm.
Đứt của mèo. Con thích ăn miếng mỏng thịt con cứ ăn. Hoặc muốn ăn miếng dày. Ôi giời. Sướng không nhớ dài. Đây anh em ơi, đấy miếng thịt nó phải thế này, miếng sườn này mình nướng ăn thì không thể chê rồi. Ăn khỏe quá. Miếng này lại ngon. Miếng đấy ngon. Miếng đấy được. Đấy. Sướng nhỉ. Miếng đấy ngon. Mời anh em uống rượu nhá. Anh em à, đấy mình mai mình rối rỗi mình chia sẻ cái cuộc sống thường ngày của mình thôi, nó là cuộc sống dân dã. Nhìn mình vậy không mỹ miều thật 100%. Đấy, nhà có thế nào chia sẻ anh em, nay bữa cơm trưa đây, mời anh em cùng ăn trưa với gia đình nhà mình thôi. Video ơi, mình cũng không muốn để kéo dài đâu, dừng lại để thứ nhất là gia đình có các cháu nó ăn uống tự nhiên, thứ hai nữa là video mình cũng không nên kéo dài. Đấy, cuộc sống mình nó chỉ vậy thôi. Nên thôi nhá, xin dừng video đây. Anh em vui vẻ đăng ký kênh và ủng hộ chia sẻ cho mình nhá. Mình cứ chia sẻ những cái cuộc sống rất là giản dị thường ngày thôi anh em nhá. Thôi xin chào anh em, hẹn gặp lại video sau nhá.